mà hot nhất hiện nay thì chắc là Pokemon rồi. Pokemon. Chắc là Pokemon Go. Pokemon Go. Mình nghĩ rằng là Pokemon Go. Pokemon Go. Chơi được hôm qua. Ừ, lúc nào ra, lúc nào bắt đầu Việt Nam. Mình chơi từ hôm ra mắt. Thật ra thì mình thấy là nó gắn liền với tuổi thơ của mình thôi, nên là mình cảm thấy rất là thú vị. Cả đúng là đây là một cái bước tiến mới của công nghệ thật, và mình hy vọng là sau này thì nó sẽ có thể tiến lên hơn. Vui gặp nhiều người. Anh thấy là thú vị, là thứ giải trí cao. Nó giúp những cái công việc văn phòng rảnh rỗi lúc trưa ấy, mình ấy. Thì nếu mà thông thường thì chỉ ở văn phòng thôi, nhưng mà nghe làm 23 về chương mà đấy, thì có thể là sẽ hoạt động về thể chất thôi. Tất cả 24 giờ, bất kỳ lúc nào rảnh thì lúc nào mình rảnh thì đến một kiểu buổi trưa này mình ăn cơm xong mình đi. Rảnh chơi lúc rảnh nhiều lắm, khoảng tầm độ 300 con rồi, nhưng mà nâng cấp. Mới bắt được 100 con. Chớp được mười mấy con rồi. Anh sạc pin ngày mấy lần ạ? Đây. Tối về cái pin 10.000 này thì mình sẽ sạc đầy. Con nào nhiều con nhất là gì? Còn người này, con đồ này giá bất tiện. Từng gặp cái trường hợp nào mà rất là khó xử khi mà một bạn nào đấy bạn hack ấy, thì bạn nghĩ sao? Blame. Report nó luôn. Report.